vé số đã sổ, tưởng chừng chỉ đem vứt. Nhưng có một số người thích thú sưu tầm những số độc lạ, trong đó có các vé là chứng nhân lịch sử. Tham gia các group Facebook chuyên sưu tầm vé số đẹp, không khó để bắt gặp những bài viết, hình ảnh về những tấm vé số với các dãy số xếp thành sảnh, thành cặp, ngũ quý, lục quý. Qua giới thiệu của một người có đai đẳng chơi số trong nhóm, tôi tìm đến căn nhà nhỏ ở cuối đường Baxter, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để gặp ông Nguyễn Minh Đức, 62 tuổi, người được dân chơi số ví von là bậc thầy sưu tầm vé số đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó anh chơi là những tờ giấy số lớn thôi. Thì sau này bắt đầu anh mới thấy có những cái số đẹp giống như là sảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoặc là 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc là 6 con số 1, 6, 6 số 0 nữa, bắt đầu hoặc là taxi. Thì bắt đầu anh mới tiếp tục cái này cái đó là mình phải, thứ nhất là mình phải có một chút cái đam mê với mình, cái mai nữa. Ví dụ mình cái thường thường đa số hồi xưa mấy cái này đại lý phân phối cho người mà bán thì họ rất là ngại, bây giờ không có mua thì họ đa số họ mua để trúng chứ không phải mua để chơi. Thì nên chúng mình cũng có cái duyên, anh mà thấy họ bán không ai mua, bắt đầu anh mới thấy số lạ thì mấy cái số đẹp này bắt đầu anh mới mua sưu tầm chơi. Ước tính tới thời điểm này, số tiền ông Đức bỏ ra để sưu tầm chừng ấy vé số đã vượt mốc 1 tỷ đồng. Từ đó có thể suy ra giá trị những tấm vé số đẹp được trao bán, trao đổi trên thị trường. Mỗi cuối tuần tại thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trong nhóm sưu tầm vé số đẹp sẽ hẹn nhau ra các quán cà phê ở khu vực trung tâm để bàn về số đẹp, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, nguồn lấy số và bán số. Đặc biệt thông qua từng tờ vé số, ông cảm nhận được hơi thở và nhịp sống thành phố trong các thời kỳ khác nhau. Nhiều khi tờ vé số như là chứng nhân cho các sự kiện lịch sử của dân tộc, ghi dấu các cột mốc quan trọng. Như tờ vé số có dãy số màu đen hiếm hoi được in vào ngày 22 tháng 4 năm 2019, ngày mất nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.